Kinh cầu siêu đầu vòng bái Tây phương Phật tổ A Di Đà Phật độ chúng dân, Quan Thế Âm lân mạnh ẩn cân vấn lê sự khổ trần đọa Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Dư Bi Tế Bài Bà Trị Long Hô Vong Hồn Cứu Khổ Nạn Tại Thế Tôn Miền Năm Cánh Ngục Bốn Khai Giải Ấn Đông Nhạc Đế Quân Quảng Đại Đô Kê Lành Chế Cải Tài Ương Tôn ra Đại Thập Phương Điện Từ Vương Thành Khổ Lòng Thương Tham Thiết Giảm Hình Phạt Bật Đường Ly Chiết Xá Linh Quang Tiêu Diệt Tiền Khiên Đăng nhẹ nhàng thẳng đến cung thiên nơi phước địa ở yên tu luyện xin trời Phật chứng long sở nguyện hồ sơn sanh nhu huyền khương ninh.